Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. 100 nghệ nhân hát chống quân đang bền bỉ truyền dạy lan tỏa nghệ thuật hát chống quân. Mô hình đường hoa phụ nữ làm đẹp môi trường ở xã Ông Đình. Nghệ nhân quyết tâm giữ nghề gốm Xuân Quan. Nhiều di tích trong huyện Yên Mỹ vẫn chưa di rời sư tử đá ngoại lai. Thành phố Hưng Yên tái diễn vấn nạn dán quảng cáo cho vay tiền. Trong một góc nhìn văn hóa tuần này là phóng sự uống rượu bia dẫn đến đánh nhau dịp đầu xuân. Phóng sự Trai Trang, nơi bảo tồn các giá trị văn hóa sẽ là phóng sự trong mục Tinh Hoa Phố Hiến. Sau đây là nội dung chi tiết. Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 337 người đang thực hành nghệ thuật hát chống quân, hơn 100 người có khả năng truyền dạy, hơn 200 người đang theo học. Đội ngũ những người thực hành hát chống quân hiện có nhiều nghệ nhân có khả năng truyền dạy, trong đó có 6 cá nhân đã được phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Toàn tỉnh hiện có 15 câu lạc bộ và 5 đội văn nghệ hát chống quân. Trong đó, huyện Khoái Châu là nơi lưu giữ, bảo tồn thực hành nghệ thuật hát chống quân tốt nhất với 9 câu lạc bộ và 2 đội văn nghệ hát chống quân. Đặc biệt, năm 2017, nghệ thuật hát chống quân Hưng Yên đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia. Để bảo tồn và phát huy nghệ thuật hát chống quân, tỉnh ta cần tổ chức nhiều hơn nữa công tác tập huấn, truyền dạy loại hình này ở khắp các địa phương trong tỉnh. Tôn vinh xét tặng danh hiệu nghệ nhân cho các cá nhân, cộng đồng có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, thực hành, truyền dạy, bảo vệ và phát huy loại hình nghệ thuật đặc sắc của tỉnh. Thôn Tiền Phong, xã Ông Đình được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Khoái Châu chọn làm điểm mô hình đường hoa phụ nữ từ cuối năm 2016. Đến nay, chi hội phụ nữ thôn đã trồng được hơn 500 mét đường hoa. Việc trồng hoa nhận được sự tham gia tích cực của hội viên phụ nữ và các hộ dân sống ở mặt đường. Người góp công, người góp tiền mua các loại hoa như hoa 10 giờ, hoa thơ tình, hoa lo kèn để trồng bên lề các con đường trong thôn. Nhiều đoạn đường trước kia ngập rác gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường, nay được thay thế bằng những cây hoa rực rỡ sắc màu. Hàng tuần, chi hội phụ nữ thôn tích cực dọn vệ sinh và chăm sóc hoa. Mô hình đường hoa phụ nữ đang tiếp tục được nhân rộng ra các thôn khác trong xã Ông Đình nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp và góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân. Thưa quý vị và các bạn, cách đây hơn 10 năm, khi nghề gốm ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang bị mai một, nhiều hộ đã bỏ nghề. Nhưng bằng tình yêu và quyết tâm giữ nghề quê hương, ông Đàm Xuân Hữu ở thôn 4, xã Xuân Quan vẫn kiên trì nghiệp gốm mà mình đã dày công học hỏi. Gần 30 năm làm nghề, ông Hữu đã trải qua nhiều thăng trầm của gốm Xuân Quan, khi từ hơn 200 hộ làm gốm giảm xuống còn có vài chục hộ. Ông đã lăn lộn tìm đầu ra cho sản phẩm ở khắp nơi trên cả nước, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, chuyển từ lò than sang lò ga để nâng cao năng suất và giảm ô nhiễm môi trường. Ông đã tìm hướng đi riêng, chuyên sản xuất bình đựng rượu cần tiêu thụ ở vùng Tây Nguyên và Tây Bắc. Chỉ với hơn 200 mét vuông đất, ông Hữu đã gây dựng được một cơ sở sản xuất gốm có tiếng trong vùng, mỗi mẻ cho ra lò hàng ngàn sản phẩm. Ông trực tiếp là người đảm nhiệm những khâu đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ như tiện, làm men và nung nên sản phẩm đạt yêu cầu về mẫu mã, chất lượng. Không chỉ mang lại công ăn việc làm cho người lao động, xưởng gốm của ông Hữu còn góp phần làm sống dậy một làng nghề trên đất Hưng Yên. Chùa Trà Dương tọa lạc tại thôn Trà Dương, xã Tống Chân, huyện Phù Cừ. Tại chùa còn lưu giữ được nhiều hiện vật cổ như tượng thờ, bia đá, chuông đồng, v.v. Nhưng tiêu biểu nhất phải kể đến bệ đá hoa sen có niên đại từ thời Trần. Bệ đá được tạo dáng dạng khối hình hộp chữ nhật, gồm nhiều khối đá xanh xếp khít nhau, nhìn tổng thể như một bông sen khổng lồ. Đặc sắc nhất là phần thân bệ, nơi tập trung nhiều đề tài và mô típ trang trí nhất.
Bốn góc là bốn chim thần Garuda đang trong tư thế nâng đỡ tỏa sen phía trên. Mặt trước của thân bệ được chia làm ba ô dạng hình chữ nhật. Trong mỗi ô là một hình lá đề lớn có trang trí hình rồng ở nhiều tư thế khác nhau. Mặt sau của bệ có ghi lại niên hiệu tạo tác bệ đá là vào năm Quang Thái thứ 7, tức năm 1394. Đây là bệ đá hoa sen từ thời Trần duy nhất có ghi niên đại trong số các bệ đá được phát hiện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Mặc dù đã được Ban Quản lý Di tích tỉnh và Phòng Văn hóa Thông tin huyện nhắc nhở yêu cầu phải loại bỏ sư tử đá ngoại lai ra khỏi di tích, song đến nay, ở nhiều di tích trong huyện Yên Mỹ vẫn còn tồn tại sư tử đá ngoại lai như di tích cấp quốc gia Đình Cảnh Lâm, Đình Yến Đô, xã Tân Việt, cụm di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Đình Chùa Phạm Xá, xã Đồng Than, Đình Thư Thị, xã Tân Lập. Đề nghị các địa phương có di tích vẫn còn sư tử đá ngoại lai có biện pháp di dời những đôi sư tử đá này để thực hiện nghiêm chỉnh công văn 166 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, kiên quyết loại bỏ sư tử đá ngoại lai không phù hợp với thuần phong mỹ tục ra khỏi các di tích. Mặc dù thành phố Hưng Yên đã nhiều lần ra quân dọn dẹp để đảm bảo cảnh quan đường phố, nhưng hiện tượng dán phát tờ rơi quảng cáo vặt cho vay tiền không thế chấp hay vay trả góp vẫn tái diễn. Ghi nhận tại nhiều tuyến phố, nhiều bức tường, cột điện, cổng các cơ quan, gốc cây đã bị dán chi chít các tờ quảng cáo này, cụ thể như tại đường Điện Biên, Tây Thành, Đông Thành, Phạm Ngũ Lão, Trưng Trắc, Trưng Nghị, v.v. Theo Nghị định số 131 và 158 của Chính phủ, thì hành vi này dán tờ rơi quảng cáo sẽ bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Đồng thời, nếu lãi suất cho vay gấp 10 lần mức lãi suất cơ bản thì có dấu hiệu của hành vi cho vay nặng lãi sẽ bị xử lý theo pháp luật. Đề nghị chính quyền địa phương sớm có biện pháp xử lý để đảm bảo cảnh quan đô thị cũng như không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu của Bộ Y tế, trong dịp nghỉ Tết Mậu Tuất vừa qua, cả nước có hơn 4.000 trường hợp phải nhập viện, trong đó có 13 trường hợp tử vong do đánh nhau. Ở tỉnh ta, trong 7 ngày nghỉ Tết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Phú Nối, Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà đã tiếp nhận 40 trường hợp nhập viện do đánh nhau. Số người nhập viện do đánh nhau vẫn tiếp tục tăng trong những ngày đầu xuân. Một trong những nguyên nhân chính của các vụ đánh nhau gây thương tích là mất an ninh trật tự, đó là lạm dụng rượu bia dẫn đến không kiểm soát được hành vi. Tối ngày mùng 1 Tết Mậu Tuất vừa qua, trong khi người người nhà nhà đang vui Tết đón xuân, thì ở thôn Trúc Đình, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, không khí Tết bớt vui. Bởi trong thôn xảy ra vụ xô xát đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên trong xã, khiến một người bị thương phải đi cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do những thanh niên này đã uống nhiều rượu rồi gây gổ đánh nhau. Anh em thanh niên thì nó cũng có tí chút hơi men uống rượu ngày Tết. Anh ý là bị anh Hiếu là không biết là dùng bằng cái vật gì đâm vào cánh tay chảy máu. Thì anh em tôi thông báo cho gia đình là đưa anh ý nên đưa đi bệnh viện đa khoa cấp cứu. Trở về nhà sau 17 ngày điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh với vết thương ở vùng bụng và phổi, anh Ý, một trong những thanh niên tham gia vụ đánh nhau, cảm thấy ân hận khi không làm chủ được bản thân dẫn đến xô xát, khiến anh bị mang thương tật, còn gia đình cũng mất Tết, phải vào viện chăm sóc anh. Đến nó đâm như nào đó, đâm vào phổi, thủng phổi. Anh Ý chỉ là một trong nhiều trường hợp phải nhập viện do đánh nhau trong dịp đầu xuân năm nay. Theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa Phú Nối, từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 13 tháng 3 đã có 24 người nhập viện điều trị do đánh nhau, trong đó nhiều bệnh nhân bị đa chấn thương có nguy cơ để lại hậu quả suốt đời. So với các thời điểm trong năm thì cái dịp Tết và đầu xuân thì cũng cái lượng bệnh nhân đánh nhau nhập viện là tăng hơn. Do vấn đề nó có liên quan đến vấn đề rượu bia, anh em gặp gỡ rồi thì ăn uống có rượu bia vào là cũng khó kiểm soát được, nên dẫn đến những cái số sát hạt số vào là những chấn thương phần mềm, có những bệnh nhân nặng đến tử vong. Thì thường thường là gặp gỡ bạn bè rồi giao lưu liên hoan dẫn đến tình trạng là sử dụng rượu bia quá sức không kiềm chế được thì cũng thường xảy ra là mâu thuẫn đột xuất, dẫn đến đánh nhau, sẽ dẫn đến gây thương tích. Bên cạnh đó thì là một số thanh thiếu niên do là cái nhận thức nó còn hạn chế, dẫn đến cái việc coi như là vi phạm pháp luật.
Việt Nam đang ở top đầu các nước có tỷ lệ người dân uống rượu bia cao trên thế giới. Các thống kê của ngành y tế công bố mới đây cho thấy rượu bia là nguyên nhân của 200 loại bệnh, đồng thời là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ xô xát, đánh nhau và tai nạn giao thông. Khi uống rượu bia say sẽ làm cho người uống không làm chủ được bản thân, dẫn đến chỉ một mâu thuẫn nhỏ cũng có thể bị kích động, gây gổ, đánh nhau, làm mất an ninh trật tự và vi phạm pháp luật. Dư luận đã từng chứng kiến nhiều vụ án đau lòng chỉ vì say rượu. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho những ai đang lạm dụng rượu bia, hãy uống có chừng mực và có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ nằm trong cái nôi của vùng đất địa linh nhân kiệt. Nơi đây còn lưu giữ nhiều công trình tôn giáo tín ngưỡng mang đậm chất hồn của làng, xã và thể hiện đậm đà bản sắc văn hóa của người Việt như đình, đền, chùa, miếu. Những di tích lịch sử ở làng Trai Trang có giá trị rất lớn về văn hóa, khoa học, lịch sử. Điều này khẳng định một cách rõ ràng hơn Trai Trang là một vùng quê văn hiến. Hiện nay, làng Trai Trang còn lưu giữ được tương đối đầy đủ những đặc trưng của một ngôi làng Việt có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời, được hình thành trong quá trình cộng cư và định cư. Nơi đây lưu giữ một hệ thống các di tích lịch sử văn hóa rất có giá trị với nhiều loại hình kiến trúc khác nhau như đình, đền, chùa, miếu, nhà thờ họ, bia đá, v.v. Gắn với những cụm di tích này là những phong tục, tập quán, lễ hội, tín ngưỡng mang đậm nét văn hóa của cư dân đồng bằng Bắc Bộ. Đình Trai Trang được xây dựng để tưởng niệm và ghi nhớ công ơn thần tướng Thạch Lân, người đã có công chống quân xâm lăng nhà Lương vào thế kỷ thứ 6, góp phần bảo vệ nền độc lập dân tộc. Cách đây hơn 1.000 năm, vào ngày 17 tháng 4 năm Canh Dần, tức năm 510, thần tướng Thạch Lân, Đức Thành Hoàng của làng ra đời như một nhân vật huyền thoại. Sinh thời, người có công lớn giúp Lý Bí đánh giặc ngoại xâm, lập nên triều Tiền Lý Nam Đế. Sau đó, ông giúp Lý Phật Tổ xây dựng thời Hậu Lý Nam Đế. Sau khi hóa về trời, người vẫn dùng âm binh, phò tá, các triều vua đánh giặc. Do có nhiều công trạng, thần tướng Thạch Lân đã được các triều vua phong sắc chỉ dụ, nhân dân tôn thờ. Hiện nay, tại đình làng Trai Trang còn lưu giữ được 9 sắc phong của các triều vua từ thời Hậu Lê đến thời Nguyễn phong tặng. Đây là những báu vật vô giá đánh dấu truyền thống vẻ vang của người dân Trai Trang từ ngàn xưa. Ngày 16 tháng 11 năm 1988, đình Trai Trang đã được nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Đây là lễ công nhận di tích cấp quốc gia đợt 2. Ngày đó, lễ trao bằng di tích lịch sử được tổ chức tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội. Trong thời kỳ thực dân Pháp xâm lược nước ta, nhiều trai tráng của làng đã hăng hái tham gia nghĩa binh bãi sậy và chiến đấu kiên cường. Ngày 11 tháng 11 năm 1889, trong một trận đánh giặc can quét xóm làng, 17 nghĩa binh bãi sậy đã bị giặc Pháp bắt và đem hành quyết dã man cùng với 60 dân thường ngay tại sân đình làng. Để ghi nhớ sự hy sinh anh dũng của các nghĩa binh bãi sậy và khắc sâu tội ác của giặc Pháp, nhân dân thôn Trai Trang đã lập đền thờ các anh hùng liệt sĩ của làng. Phần chính giữa là thờ Bác Hồ, sau đó là hương linh các nghĩa binh bãi sậy bị giặc Pháp giết hại tại sân đình. Ngoài ra, còn có danh sách các liệt sĩ bị hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược. Hàng năm, cứ đến ngày 11 tháng 11 âm lịch, nhân dân Trai Trang lại tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm ngày giỗ trận tại đền. Phía bên phải đình làng là ngôi chùa cổ kính, chùa có tên chữ là Nghĩa Lộ Tự, được xây dựng trên một khu đất cao thoáng đãng. Mặt trước hướng tây nhìn ra dòng sông Nghĩa Trụ. Theo tương truyền thì chùa Trai Trang được xây dựng trên lưng con quy, do đó nhân dân nơi đây chăm chỉ làm ăn, thức thời trong công cuộc đổi mới, học hành tiến bộ, nhiều người thành đạt trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị.
Chùa là nơi thờ Phật, nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của nhân dân trong thôn. Trong kháng chiến chống Pháp, chùa Trai Trang chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử, là căn cứ của cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy do cựu Toán Thuật và ông Đốc Cọp chỉ huy. Chùa còn là nơi che chở và hội họp của cán bộ Việt Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ tiền khởi nghĩa. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, trong buổi đầu giành độc lập, hầu hết các đình, chùa, đền, miếu đều lấy làm địa điểm học tập và hội họp của đoàn thể. Chùa Trai Trang cũng là nơi học tập, xóa nạn mù chữ. Từ phong trào bình dân học vụ đã tạo được nhiều cán bộ chủ chốt cho phong trào của xã, của huyện, giác ngộ cho quần chúng về quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi người dân một cách thiết thực đối với đất nước, quê hương. Hưởng ứng lời kêu gọi kháng chiến của Bác, nhân dân Trai Trang đã quyết tâm ủng hộ cách mạng, quyên góp tiền của, vật dụng để rèn giáo mác vũ khí đánh giặc. Trong thời kỳ từ năm 1946 đến năm 1950, Trai Trang là cơ sở cho cán bộ, bộ đội đi lại đánh địch trên đường quốc lộ 5 và quốc lộ 39. Trong kháng chiến chống Mỹ, chùa Trai Trang lại tiếp nhận một số cơ quan của huyện sơ tán về làm việc tránh bom đạn của giặc Mỹ. Đất nước thanh bình, cảnh chùa lại được quan tâm của các cấp chính quyền. Chùa Trai Trang trở lại hoạt động theo chức năng của mình, là nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của nhân dân, góp phần giáo dục truyền thống, đạo đức và góp phần quan trọng vào việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ đổi mới của đất nước. Với cái chung cư tu cấp thiết này thì nhà nước có nói là nếu mà về kinh tế nhà nước thì trả rất là lâu. Nhưng mà nhà chùa nói là thôi, trả lâu quá mà chùa thì nhân dân bị đổ nát như này, bảo vệ tín ngưỡng, bảo vệ tính mạng và bảo vệ tài sản cho dân. Thì nhà chùa bảo là nhà chùa nhân dân của này. Mà cái kinh phí này á, thì báo cáo với các bác là kinh phí này thì không bổ bán, không khuyên giáo mà không vận động. Sức người, sức của, người có của, người có tâm, người có sức lực, người có tinh thần. Thì cái công trình này khởi công từ hôm 19 tháng 2 năm 2017 cho đến 23 tháng 12 năm 2017 là được yên vị tự vận theo như cũ. Và cũng là để lấy nhân chùa cho nhân dân đón Tết Nguyên đán năm 2018. Với tổng kinh phí thì nhân dân đóng góp và cũng đi làn điệu nó toan thì tổng kinh phí từ đầu đến cuối cho đến khi hoàn thiện là hết 11 tỷ 600 triệu. Ngoài giá trị lịch sử, chùa Trai Trang còn có quy mô kiến trúc khá lớn với nhiều mảng chạm khắc mang đậm tính dân tộc như kiến trúc vì đầu đao, hoa văn, v.v. Đặc biệt, tại chùa còn lưu giữ hệ thống tượng Pháp được tạo tác vào cuối thời Lê, đầu thời Nguyễn, đường nét nghệ thuật điêu khắc khá độc đáo, tinh xảo hiếm có. Ngoài ra, tại chùa còn có hệ thống tượng Phật còn tương đối nguyên vẹn và đồng bộ. Đó là những di sản vô cùng quý giá cần được bảo vệ. Ngoài ra, chùa Trai Trang còn có một số hạng mục công trình khác như nhà tổ, nhà mẫu, vườn lâm tỳ ni, nhà khách và khu phục vụ nơi ăn, nghỉ cho các sư tu hành tại chùa và khách thập phương trong ngày lễ hội, tạo nên không khí vui tươi, nhộn nhịp cho miền quê gắn liền với tín ngưỡng dân gian của địa phương. Ngày 28 tháng 12 năm 2001, chùa Nghĩa Lộ được nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa. Trai Trang hôm nay là minh chứng sống động và hiệu quả của việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế đa ngành nghề. Đời sống văn hóa xã hội ổn định chính là nền tảng vững chắc giúp phát triển kinh tế. Nhiều năm qua, với nỗ lực phát triển đời sống kinh tế mới, nhân dân Trai Trang không ngừng chú trọng xây dựng một nền văn hóa xã hội lành mạnh, tiến bộ và giàu bản sắc. Khí thế sôi nổi của các phong trào văn hóa xã hội luôn được xem như mạch máu lưu thông giữa những người dân ở đây với nhau. Để ghi nhớ công ơn của Đức Thành Hoàng Làng và các nghĩa binh Bãi Sậy, cứ 5 năm một lần, dân làng lại mở hội truyền thống. Lễ hội làng Trai Trang gồm hai phần chính, phần lễ và phần hội. Phần lễ bao gồm đại lễ, tế nội tán, ngoại tán, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Đặc biệt là chương trình lễ rước kiệu Phật, kiệu Thành Hoàng và phô diễn các nghề thủ công của làng. Trong lễ rước, nhân dân đã huy động gần 2.000 người được phân chia thành 40 khối khác nhau, kéo dài tới 2 km dọc theo quốc lộ 39 cũ. Mỗi khối đều lung linh sắc màu của trang phục truyền thống, hòa quyện với hiện đại. Phần lễ nghi trang trọng có tính giáo dục
về đạo lý uống nước nhớ nguồn không chỉ có sự góp mặt của các cụ bô lão mà còn có nhiều thanh niên. Thôn Chai Trang, đình và chùa là cụm di tích lịch sử đều được quốc gia xếp hạng. Thì hàng năm cứ 2 năm một lần là chúng tôi tổ chức lễ hội, thì phần lễ thì rất là trang trọng và nghiêm trang. Lễ hội thì không có các cái mê tín dị đoan gì. Trong lễ hội, nhân dân thôn Chai Trang tổ chức nhiều trò chơi dân gian như kéo co, chọi gà, cờ tướng, tổ tung điếm, xây lúa, sàng gạo, giã giò. Trong số các trò chơi đó thì cuộc thi Lưu giữ hồn quê phối hợp với đài phát thanh truyền hình Hưng Yên là thu hút được đông đảo người xem và cổ vũ hơn cả. Trong đó có cuộc thi xây lúa, sàng gạo phản ánh đậm nét đời sống lao động của cư dân trồng lúa ở Việt Nam. Nó không chỉ là một trò chơi giải trí đơn thuần trong dịp lễ hội, mà thi xây lúa sàng gạo còn là một trò diễn nhằm thể hiện lòng quý trọng lúa gạo, quý trọng mồ hôi, công sức của con người một nắng hai sương làm ra hạt gạo, đồng thời giúp mọi người dân trong làng nhớ về nghề truyền thống của ông cha để lại, đó là nghề hàng sáo, một nghề truyền thống của làng Chai Trang. Không khí cuộc thi làm cho người xem cũng nôn nao nhớ cái nghề hàng sáo, nhớ cái tục giã giò ngày Tết của cha ông mình. Hội thi được tổ chức là nét rất đặc trưng của làng Chai Trang. Ngoài ra, trong đó còn có thi hát chèo, ca trù, hát chống quân nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của các làn điệu dân ca trong thời kỳ đổi mới. Với mong muốn nối tiếp truyền thống cha ông và phát huy những thành quả đạt được, nhân dân thôn Chai Trang, thị trấn Yên Mỹ sẽ không ngừng phấn đấu để xây dựng và phát triển quê hương ngày thêm giàu đẹp văn minh. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí văn hóa của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.